Alo bố à? Hùng à, chừng nào con về? Làm được. Bố mày kệ thằng bố mày. Anh bảo là ngoan thì cái gì cũng có. Em cũng ngoan mà. Anh cho em mướn lương đi ạ. Ngoan cái đầu mày. Tiền vật tư thì vẫn đều đặn, rót vốn, không thiếu một lúc nào. Alo bố à? Hùng à, chừng nào con về? Con vẫn khỏe ạ. À, công việc của con bận lắm bố ạ. Mà ở nhà bố mẹ sao rồi? Tình mẹ như thế nào rồi bố? Bố thì vẫn khỏe, nhưng mà mẹ con thì... Mẹ làm sao ạ? Bố cứ nói đi ạ. Họ bảo, nếu con viện phí thì không thể tiếp tục chăm chỉ cho mẹ con được nữa. Mà con biết bệnh tình của mẹ rồi đấy. Bố quay mượn hết các chỗ có thể rồi. Bố đành gọi lên cho con xem sao. Dạ, bố yên tâm đi. Để vài hôm nữa con gửi tiền về cho bố nhé. Tắt máy đây, không lấy tiền điện thoại. Giữ gìn sức khỏe con nhé. Nắng không? Nắng. Em nhìn nhá, tất cả cái bãi đất này, đấy, chỗ cây cỏ xanh kìa, mấy cái nhà đang xây kìa, cả công xưởng kia nữa, đều là do anh làm chủ quản lý hết. Chỗ này á, khi mà hoàn thành dự án ấy, đẹp không khác gì thiên đường luôn. Thật đó, tất cả chỗ này đều là của anh á? Đương nhiên. Anh nói thật ông đây hay là chém gió về em? Hầm à, anh từ bé giờ chưa biết nói dối ai, nhất là trước mặt một người xinh đẹp như em. Anh chỉ được cái khéo nịnh thôi. Nhưng mà nhá, anh làm to như thế, giàu như thế mà anh chả để ý đến cái túi cũ của em thì... Ui giời, dăm ba cái túi này cái gì? Em thích cái nào chọn bừa lấy một cái, anh mua cho. Thật á? Đương em nhiên. Em thích một cái LV nhá, hàng limited chỉ có 70 triệu thôi. Mua cho em nhá. 70 triệu thôi gì? Được rồi. Xem nào, mấy hôm nữa lương công nhân rót xuống, anh dẫn em đi mua. Tiền anh không bao giờ thiếu, có điều là phải ngoan. Cười nhất luôn. Mà đã ngoan thì đừng có đòi tiền. Anh ơi. À. Mày làm gì đấy? Em tìm anh mãi. Mày là thằng nào? Em là công nhân ở ngoài kia. Anh thì không biết em chứ, em biết anh rõ lắm. Anh là quản đốc ở đây mà. Im mồm. Quản đốc nào? Tao là chủ chỗ này. À vâng ạ. Anh là gì cũng được ạ. Nhưng mà anh ơi, anh giúp em với. Giúp cái gì? Ơn huệ cái gì mày? Anh cho em xin tiền lương được không ạ? Chưa 2 tháng nay anh không trả lương cho bọn em rồi. Mà bố mẹ em ở nhà đang mong em gửi lương về lắm ạ. Mày vớ vẩn vừa thôi. Tổ trưởng của chúng mày đâu? Tao đã dặn rất là kỹ. Tập đoàn đang có vấn đề, cần phải giải quyết. Tiền lương chắc chắn sẽ có cho công nhân, nhưng mà sẽ bị chậm mất vài tháng. Thôi biến đi đừng có lèo nhèo nữa, tao mệt lắm. Nhưng mà anh ơi, bố em ở nhà thương binh nên là không đi làm được. Bố mày kệ thằng bố mày. Mẹ em thì đang nằm viện anh ạ. Nếu mà không có tiền thì người ta trả về, người ta không cho nằm nữa. Mẹ mày thì kệ mẹ mày. Bố mẹ mày chứ đâu phải bố mẹ tao. Thôi thôi đi anh ơi. Lôi coi làm gì với anh cái thằng công nhân rẻ rách này. Mà lúc nãy em nghe anh nói là vài hôm nữa là công ty trả lương cho công nhân rồi. Hay là anh cho em ứng trước được không ạ? Tao nói thế lúc nào? Thì lúc nãy anh cũng nói thế mà. Anh còn bảo là anh mua cho chị này cái túi Lulu gì đấy mấy chục triệu. Với lại anh bảo là ngoan thì cái gì cũng có. Em cũng ngoan mà. Anh cho em mướn lương đi ạ. Ngoan cái đầu mày. Cấm được bép xẹp cái mồm, nghe rõ chưa? Tiền tao sẽ đưa, nhưng mà lúc khác. Biến. Tôi nói cho anh biết nhá. Anh đừng nghĩ
anh là quản đốc là anh to. Tiền lương cho công nhân thì không trả, cứ lấy tiền đi bao gái. Để tôi xem á, loại người như anh á, sớm muộn cũng bị báo ứng thôi. Báo ứng á? Chó này, mày nói ai đây hả? Nói cho mặt mày biết nhá, ngoài kia nhiều thằng khốn nạn hơn tao, ăn trên công sức của người khác, nghĩ mình là thượng đẳng. Chúng nó chưa gặp báo ứng, mày nghĩ tao bị làm sao? Còn mày muốn tiền lắm đúng không? Quỳ xuống, chui qua háng tao đi, rồi lạy tao ba cái, tao đưa tiền cho về mà chữa bệnh cho mẹ mày. Sao? Có thật là nếu như tôi làm thế thì anh sẽ đưa lương cho tôi đúng không? Mày nhìn mặt tao xem có giống nói dối không? Nhất là khi đang đi với bạn gái tao. Nào, quyết định nhanh lên, không để cút thì bố mày còn đi. Chui, nghĩ xem mẹ mày sắp chết rồi đấy, chui đi. Đúng một thằng rể rách. Cái nữa, có đi thì phải có về chứ. Còn ba cái lạy đấy. Tại sao cái dự án này lại chậm trễ như vậy? Em đã liên hệ với giám đốc công trình chưa? Em đã liên hệ với giám đốc công trình rồi, nhưng mà anh ta đang đi tỉnh có việc gấp. Bây giờ mình đến đây cũng không gặp được anh ta đâu ạ. Tiền vật tư thì vẫn đều đặn, rót vốn không thiếu một lúc nào. Vậy mà cái dự án này chậm đến tận 4 tháng rồi đấy, em biết không? Em biết. À, em có hỏi anh ta thì anh ta nói ở đây còn có quản đốc, em có thể tìm gặp anh ta để nói chuyện. Nhưng em cũng không ngờ rằng hôm nay anh lại đích thân xuống đây để đi cùng với em. Cái dự án này là một phần hệ sinh thái của tập đoàn. Một mắt xích lòng lèo sẽ kéo theo cả một hệ thống rệu rã. Làm người giám đốc như anh, tại sao không lo lắng được chứ? Anh phải đích thân xuống đây xem chứ. Thôi được rồi ạ. Ở kia có chuyện gì mà anh công nhân kia phải quỳ thế anh nhở? Thôi cùng ra đấy xem đi. Sao? Bây giờ lạy không? Nhanh lên, mẹ mày ở nhà sắp chết rồi đấy. Em nhìn khác gì con chó không? Đứng dậy. Thôi, đứng lên đi. Có chuyện gì mà hai người bắt người ta quỳ như thế chứ? Chúng mày là đứa nào? Thích xem một việc của người khác à? Tưởng ai, hóa ra là Trang và Long à? Em quen hai đứa này à? Hai đứa này là bạn học cấp 3 với em. Lên Hà Nội học, thấy bố mẹ ở quê bảo là lên làm sếp siêu gì đấy mà. Sếp á? À? Sếp xó à? Chỗ này chỉ có một mình anh là sếp thôi, em hiểu không? Chào Hương, lâu lắm tôi không gặp. Nhưng mà tôi muốn hỏi cậu một câu, rằng anh công nhân này đã làm gì mà hai người bắt anh ấy phải quỳ trước hai người như thế? Đây cũng chẳng phải là việc của cậu, nhưng mà nếu mà tò mò tôi cũng nói cho mà biết. Thằng công nhân này ấy đến đây đòi ứng lương, nhưng mà đòi không được còn định đánh cả chủ của nó ấy này. May là người yêu tôi rộng lượng tha cho, chỉ bắt quỳ xuống thôi là người yêu tôi đã ứng lương cho rồi. Chúng mày nghe rõ chưa? Mọi chuyện vẫn còn đây này. Mọi chuyện là thế sao? Không phải đâu anh chị ạ. Anh này là quản đốc. Nào, anh ấy là chủ của công trường. Hai tháng nay bọn em không được nhận lương, mà bố mẹ em ở nhà thì không còn sức lao động nữa. Mẹ em thì đang nằm viện. Anh ấy bắt em quỳ xuống thì anh ấy mới đưa tiền cho em ạ. Có đúng thật không? Sao các người vô lý vậy? Vô lý? Vô lý hay có lý không lý được chúng mày phán xét, hiểu chưa? Đây là đất của tao, tao thích làm gì thì làm. Chúng mày không nhanh biến đi, tao cho hai đứa chúng mày một trận. Cậu có biết đây là ai không? Đây là đây ai? Đây chính là... Là cái gì? Đừng nói với tao nhé, thằng này là chủ tịch nhé. Chả có thằng đếch chủ tịch nào xuống đây rảnh háng đến cái mức mà xuống tận công trường mà theo dõi đâu. Tao mà là chủ tịch ấy, tao sẽ tránh xa cái chốn bụi bặm này. Chăn ấm, đệm êm, sáng đi phố, tối lên phố nữa, ôm vài cô, thế có phải sướng không? Tôi là chủ tịch, là công nhân hay là ai không quan trọng.
nhưng thái độ của anh khiến tôi ngứa mắt. Là một thằng giám đốc công trình mà dám ngang ngược nhỉ. Xem ra gan anh cũng to đấy. Thôi 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 mấy cậu ơi, đi đâu thì đi đi, đứng đây lo chuyện bao đồng làm gì. Ngày xưa đi học thì suốt ngày mách lẻo với cô giáo, bây giờ lớn đi làm rồi cũng cứ tham gia vào chuyện của người khác thế không? Đừng có để người yêu tôi phải tức giận hơn nữa. Mày nghe thấy Phương nói gì chưa? Nể hai đứa chúng mày là bạn cũ, biến đi trước khi tao nổi giận. Còn thằng này, quỳ xuống lạy nốt, không thì biến nốt. Chúng tôi không phải đi đâu cả. Này thanh niên, cậu biết những gì? Nói hết cho tôi nghe, có tôi ở đây, không cần phải sợ. À, đây rồi sếp ạ. Cậu này là Phan Sư Hùng, 23 tuổi, và làm cửa công trình của mình từ tháng 8 năm ngoái ạ. Sao chị mới biết ạ? Cậu không cần quan tâm. Cậu biết những gì, nói hết cho chúng tôi nghe. Không cần phải sợ tên vô lại này. Cậu nói đi, không phải sợ. Thưa anh chị. Đã 2 tháng nay em không được nhận lương, mà em nghe anh ấy bảo là chỉ vài ngày nữa là lương công nhân về, anh ấy sẽ mua cho chị kia cái túi giá trị bằng cả năm lương của bọn em đấy ạ. Cầm mồm. Thế tình hình mẹ cậu sao rồi? Mẹ em bệnh nặng, tuần này mà không có tiền người ta sẽ trả về ạ. Em lo lắm ạ. Cậu yên tâm, có tôi rồi, không phải sợ. Bây giờ tôi cho cậu 2 sự lựa chọn. Một là nói hết sự thật. Hai là tôi sẽ mời công an vào làm rõ vụ việc này. Mày đang dọa tao đấy. Mời công an thử xem. Mày nghĩ tao sợ chắc? Trang, nói với cậu ta biết. Hoàng Minh Thanh, 28 tuổi, là quản đốc của dự án này, là người mà được giám đốc của dự án đề bạt. Và anh ta làm việc vào tháng 10 năm ngoái, trùng với tiến độ chậm trễ của dự án chúng ta. Chúng mày là ai mà lại biết tên tao? Thật không may cho anh, một lát nữa sẽ có người gọi điện cho anh để nói cho anh biết tất cả rồi đấy ạ. Alo anh ạ, à? Thư ký chủ tịch ấy ạ, à? Đi khảo sát á? Khảo sát gì, em vẫn đang cho thi công mà, anh bảo người ta không phải xuống đâu ạ. Xuống công trường rồi ấy ạ. Thư ký tên là Trang ấy ạ. Ban nãy còn hổ báo lắm cơ mà, sao bây giờ run rẩy đấy hả? Anh, chị đây là thư ký, còn anh chẳng nghĩa là chủ tịch ạ. Cậu thấy những lời tôi nói là đúng rồi đúng không? Rất tiếc là chúng tôi không phải là người đóng phim, cũng không phải là người xem phim nhiều. Phim chính xác, người đang đứng trước mặt cậu, đấy là chủ tịch của Roundup rồi. Và dự án này thuộc về công ty của chúng ta. Và không ai hết, người vừa gọi điện cho cậu chính là cấp dưới của anh Long. Anh ơi, em cho dại. Số tiền em biệt thủ, em sẽ trả lại đầy đủ ạ. Em không trả thiếu đồng nào đâu, mong anh bỏ qua cho em lần này ạ. Anh ơi, em còn mẹ già ở nhà, còn bố già, còn con nhỏ nữa anh ơi. Anh tao cho em với. À, có vợ có con rồi, không lo mà làm ăn đi. Còn tham nhũng, đi bồ bịch nữa à? Loại như cậu, sống trên đời chỉ làm gánh nặng người khác thôi. Mỗi mình cậu có bố mẹ à? Tất cả những công nhân đấy không có bố mẹ à? Vào tù rồi sám hối cái tội của mình đi. Anh, tôi nói cho cậu biết, nhân quả không trừ một ai đâu. Tội chiếm đoạt tài sản là tội nặng đấy. Mà theo như tôi biết thì số tiền mà cậu chiếm đoạt một gấp trăm lần cơ mà. Tôi để xem số tiền mà cậu biệt thủ có thuê được một luật sư giỏi để cho cậu đỡ vài năm tù không nhỉ? Anh chị, tôi không ngờ một con người như cậu lại có thể làm quản đốc của mấy nghìn công nhân ở đây. Đúng là chuyện hoang đường. Còn Trang, em sắp xếp ngay cho Hùng tiền lương nhá. Nếu thiếu thì ứng thêm cho cậu ta nhá. Dạ vâng ạ, cứ yên tâm. Em đổ lên anh chị ạ. À, anh ơi, vật liệu xây dựng ở đây ấy, tất cả mọi thứ đều là hàng không chất lượng. Bọn em làm nhiều bọn em biết. Ngay cả những cái đồ dùng để bọn em làm như xẻng chỉ dùng được vài ngày là vứt ạ.
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Tôi rất mong là sau chuyện này cậu vẫn tiếp tục làm dự án ở đây. Để những người công nhân như cậu chịu khổ là lỗi của những người lãnh đạo như chúng tôi. Thật lòng xin lỗi cậu. Dạ, em cảm ơn anh chị. Em hứa em sẽ làm ở đây đến khi công trình hoàn thành ạ. Cậu nên nhớ là chúng ta chỉ quỳ gối trước mặt cha mẹ thôi. Còn những hạng này không bao giờ phải quỳ. Cậu hiểu chứ? Dạ, em hiểu ạ. Rồi, đi làm việc của mình đi. Dạ, em xin phép. Còn cậu nữa. Dạ. Sắp xếp thời gian mà gặp gia đình lần cuối đi. Trước khi vào tù. Tôi, anh ơi, em chỗ dạ, anh tha cho em vậy. Chị... Anh ơi, mình không còn thời gian ở đây nữa. Mình có rất nhiều việc phải giải quyết ạ. Anh chủ tịch ơi. Anh ơi, anh ơi. Này. Thế mà anh nói là tất cả chỗ này đều là của anh đó. Mua túi sách á. Để tiền đấy mà đi thuê luật sư đi. Hãm tải.